Sáng nay ngày 7 Tết, các đồng chí Nguyễn Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trình Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp đi kiểm tra đồng đầu năm. Qua kiểm tra thực tế trên các cánh đồng cho thấy, hiện nay trà lúa thứ nhất cấy trong năm đã bén rễ và bắt đầu đẻ nhánh. Đối với trà lúa thứ hai, sau khi ăn Tết xong, tranh thủ thời tiết thuận lợi, trời nắng ấm nên nhân dân đang tập trung gieo cấy với khí thế rất phấn khởi. Với tiến độ như thế này thì khoảng vài ngày nữa toàn huyện sẽ khép kín diện tích lúa xuân. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo huyện cũng đã động viên nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung cao cho sản xuất. Đối với những trà lúa bén rễ thì người dân nên tập trung bám đồng để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Đồng thời đắp bờ giữ nước, chuẩn bị bón thúc cho lúa đẻ nhánh để có một vụ xuân thắng lợi toàn diện. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đi kiểm tra mô hình trồng bí xanh 5 ha ở xã Thanh Khai và mô hình trồng khoai tây 6 ha ở xã Thanh Yên. Qua kiểm tra hai mô hình này cho thấy, đến nay các mô hình đang sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2022, toàn huyện phấn đấu gieo trồng đạt 14.800 ha, trong đó có 8.600 ha lúa, 2.600 ha ngô, 800 ha lạc, 630 ha rau và 170 ha khoai lang, 2.000 ha cây sắn. Hiện tại, cùng với các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, Ủy ban nhân dân huyện đang tích cực chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu được giao. Sáng ngày 7 tháng 2, cơ quan chính quyền huyện tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân năm mới cho cán bộ công nhân viên chức. Phát biểu tại đây, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần của các cán bộ công nhân viên chức cơ quan trực Tết rất nghiêm túc, có thái độ tinh thần trách nhiệm cao. Năm 2021, cán bộ công nhân viên chức cơ quan Ủy ban nhân dân huyện đã giành được nhiều kết quả trong công tác chuyên môn, góp phần đưa đời sống của nhân dân huyện nhà ngày một khởi sắc, bộ mặt nông thôn thêm đổi mới. Các hoạt động an sinh xã hội luôn được quan tâm, quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo. Năm 2022, có một số dự án lớn đang chuẩn bị được khởi công nhằm giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn có việc làm thu nhập ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh luôn được tăng cường, đảm bảo thích ứng linh hoạt, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đổi mới cải cách hành chính, họp ít, chất lượng cao, tất cả các phòng ban cần phải bắt tay vào công tác chuẩn bị từ đầu năm, chuẩn bị cho việc trồng cây đầu xuân vào sáng ngày 8 tháng 2 năm 2022, chuẩn bị tốt công tác giao nhận quân, chỉ đạo nhân dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh lúa vụ xuân, tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 an toàn hiệu quả, thực hiện tốt 5K. Dịp này, tất cả các cán bộ công nhân viên chức cơ quan được cán bộ trung tâm y tế test nhanh sàng lọc dịch bệnh COVID-19. Nhằm chấn chỉnh các hoạt động tâm linh tại các đền chùa trên địa bàn huyện, sáng ngày 7 tháng 2 năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đi kiểm tra tại đền Bạch Mã tại xã Võ Liệt và đền Bà Chúa ở xã Thanh Đồng. Qua kiểm tra cho thấy, về cơ bản các di tích đã chấp hành tốt các quy định. Song đồng chí Phó Chủ tịch cũng đã nhắc nhở các địa phương một số vấn đề cần phải nghiêm túc thực hiện như công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống cháy nổ, đảm bảo môi trường, lễ nghi thờ cúng phải thực hiện nghiêm trang. Và đồng chí cũng lưu ý với mọi người cần phải bắt tay vào công việc, loại bỏ tư tưởng tháng riêng tháng ăn chơi như những thời gian trước đây.